Xin chào cả nhà, bữa nay cũng lâu quá cả nhà. Tính ra nay cũng 10 bữa à, hôm không có đi quay một cái clip mới nào cho cả nhà mình xem hết. Thì thời gian qua thêm cũng bận công việc cả nhà. Thì sáng nay thêm lên trên khu vực Đức Hòa, cũng mấy kiểm cũ nha, mấy khu vườn chanh nè. Thì bữa nay thêm đi quay clip bày bảy cúc với lại bìm bẹp cho nhà mình xem nha. Mấy cái đám chanh này có cỏ ngon ghê. Thì bữa nay thêm bảy bìm bẹp nhưng mà thêm chủ yếu là quay thêm quay cảnh mà bảy cúc thôi, còn bìm bẹp thì thêm sẽ vô mấy cái đám chanh vậy nè. Thêm gài bộ lập đó, xong rồi thêm bỏ đó, thêm bật máy thêm bỏ đó thì khoảng nửa tiếng gì cả nhà, xong đi vòng vòng quýnh cúc cái khoảng nửa tiếng lại thăm, mà vô thăm thì có dính thì tâm quay nhà mình xem, sẽ bỏ mấy cái lập trong mấy cái đám chanh này nè, rồi tâm chạy vòng vòng khu vực này thêm bảy cúc thì tâm quay nhà mình xem, còn bìm bẹp thì chừng nào đi thăm có dính thì tâm cũng chia sẻ nhà mình xem. Thì đầu clip này thêm cũng chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công cuộc sống nha cả nhà. Xem clip thấy hay nhớ ủng hộ thêm nút like, đăng ký kênh, chia sẻ nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Thêm cũng quay sơ cái đồ bảy bìm bẹp nha cả nhà. Đây cả nhà cũng xem, khán giả nào xem những cái clip trước thêm bảy bìm bẹp cúc lộ thì chắc cũng đã biết rồi. Còn này thêm cũng chia sẻ sơ những khán giả nào mới á, cái nhà nào mới xem á, thì bảy bìm bẹp bảy bằng lập thí, thêm không bảy chim mồi nha, mà bảy bằng lập thí. Thì bảy lập thí thì nó có chuột này, thêm bỏ chuột vô rồi, nó có hai cái học chuột vậy nè, bảy con chuột con đó. Thì thêm quýnh một bộ thôi, một bộ là có cái lập hai cánh với một cái lập thí một cánh đó, bộ như vậy. Còn bảy cúc thì thêm bảy đi bảy cúc thì bảy bằng cung nha, không bảy bằng cung thì thêm thường thường quýnh có hai cái à, hai cái cung này thôi, với một cái cu liêm vậy để mình có vô mình chỗ nào có cỏ mình cắt mình dọn mình khỏi nhổ bằng tay cả nhà, cho nó nhanh. Rồi chỉ vậy thôi. Với đồ cái này là túi chứa cúc để đựng mấy cúc dính bỏ này. Rồi để thêm vô cái đám chanh bên này nè, thêm bỏ một bẹp xong cái thêm qua đám chanh tơ nè, đó đám chanh tơ này có cỏ thưa thưa. Rồi cúc thường thường hay ở mấy đám chẳng trạng đóng trống vậy nè, có cỏ chứ rậm quá nó không ở nha. Vô thăm cả nhà ơi, nãy thêm đặt cái máy thêm đặt cái đầu bảy xuống cái thêm nghe về đấu, mà nãy giờ cũng hết đấu về đấu cái máy mà giờ hết đấu rồi, vô thăm rồi coi chính nha. Ngay là kia có cặp cúc mà thâm mở máy chạy về lộ thâm cái thâm quýnh đó. Nó không dám về. Quýnh trong đây, trong đám này. Dính con cả nhà. Dính con cả nhà nè, tắt cái máy coi. Ủa sao cái này nó đập mà không dính cả nhà.
cái này nó biết sao mà nó bị sao đập mà gài mà nó không dính, không biết nó dính con. Thôi để thêm ra xe thêm bắt ra cái thêm vào chỗ khác thêm gài tiếp cái bộ lập này nha cả nhà. Vòng vòng còn kêu quá trời biệt luôn. Thêm bẫy với thêm gà với đám chanh này bộ lập bẹp với cả nhà. Thêm nghe còn đấu. Mấy có dính con nào chưa, giờ còn đấu không á. Thăm cả nhà ơi. Khi về cặp khi dính con, còn con nó đứng hoài kêu không dám xuống. Dính con cả nhà mình. Xa xa anh thấy dính con. Còn con hoài kêu không dám xuống. Còn bay đi thì mà không xuống luôn à. Dính con già. Một chú nữa. Con này già cả nha, mắt đỏ ao. Thôi để em đợi lần kia. Anh thấy đám chành kia có con cặp, lợi đắng thêm gài thêm quay nha, mình xem luôn nha. Nãy giờ thêm quýnh 2-3 kèo khúc mà nó không về. Giờ có con cả nhà mình, dính con. Về có con một. Thêm một chú nữa. Thank you.
Mấy thằng bảy trong đây nghe nó có một cặp vậy đâu mà giờ nghe im ru cả nhà. Điều trình nó có dính không? Dính cả nhà đây, cặp luôn, quá đã. Thêm nghe cặp vậy đâu mà nghe nín là biết cái dính, dính cặp luôn ở nhà mình, quá đã, quá đã. Lập hai mặt, bên đây dính con, bên đây dính con. Tắt cái máy nghe. Chú cúc khu vực này nó trặng quá cả nhà mình, bảy nó mở máy chạy về cho mình tắt máy, cái tắt máy cái mình gà gà văn băng cung mình quýnh cái làm như vậy lộ mình rồi cái nó không dám vô nữa. Thôi để thêm dài quên kia thêm quay thêm kèo hai kèo bẹp cho nhà mình xem nha, đặt thêm quay bẹp luôn. Thâm đang bẫy trong cái tấm chanh cả nhà. Có con cặp về đang đấu nữa chẳng. Thâm bẫy ở cái cặp cái đám đất trống này. Đây có con đám chanh. Chút nữa vô thâm thâm quay cái nhà mình xem. Bây giờ cũng trưa cả nhà, thâm quay thành quả quýnh buổi sáng. Sáng nay bắt được 6 con ở nhà mình. 6 con. Rồi, chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau cả nhà ơi. Chào tạm biệt.